lá số của mình lại là lá số gì đây, là mệnh vô chính diệu nằm tại mùi. Đây là một người phụ nữ thông minh. Đây là người phụ nữ thông minh, chồng hai thì tốt, chồng đầu thì không. Vâng. Chồng ba nữa không ạ? Chồng hai thì tốt, chồng đầu thì không. Thứ nhất rồi, là chồng hai á, là có thiên phủ, là người đấy người có tiền. Nhưng anh chồng hai rất nóng tính ạ. Nóng tính ạ? Đó. Có hỏa tinh chiếu là sau này nóng này. Thế á? Ừ. Bình thường mà. Và mình ý, và mình thì mình chưa cảm nhận được tại sao mình, bây giờ mình có biết tại sao mà lá số của mình á, là cung phu, là cung chồng nó đẹp như thế mà mình là vẫn hai chồng không? Không. Thứ nhất là do đào hoa trong cung đầu bọc. Nữ hoặc nam đào hoa trong cung đầu bọc đều có xu thế sẽ yêu thêm người khác. Thứ hai nữa là mình có cung phúc đức là liêm phá hãm địa, gặp địa không địa kiếp, là cung phúc đức của mình nó xấu lắm. Cung phúc đức của mình xấu ấy thì cái người chồng đối với mình không tốt. Nó giống như cái người chồng đầu là nghiệp của mình ấy. Thứ hai là con cái của mình kiểu gì cũng có một đứa, kiểu gì cũng có sắc trở, không tốt với mình. Đấy. Và người phụ nữ bị, người phụ nữ mà hai cái cung mà khiến người ta đau xót nhất là cung chồng và cung con. Nên khi phúc đức của mình xấu thì chồng của con của mình không tốt. Nhìn vào lá số của cô, cung chồng có tử vi thất sát thiên việt, là thiên mã đóng ở đấy, không ai nghĩ là cô sau này sẽ có số hai chồng. Đấy mà là hai chồng. Mà vẫn hai chồng. Thì khi mà xem, nhớ khi xem mà một cái cung, một lá số tình duyên của một con người là phải xem tổng thể, phải xem cung phúc có tốt không, bởi cung phúc nó chi phối hết cả một lá số tử vi. Mình có cung phúc nó xấu quá là cái nghiệp trong tiền kiếp mình vẫn còn, giống như mình phải gánh cái hậu quả nó. Hai nữa là mình lại bị đào hoa trong cung đầu bọc nữa, ma đó đào hoa đi với thiên không nữa. Đào hoa trong cung đầu bọc là một cái cách cục, gọi là gì, cách cục con giáp thứ 13, và thêm đào hoa đi với thiên không nó tình cảm nó không được ok lắm nha. Rồi về con cái. Về con cái đó thì... là có em có vấn đề không? Đúng rồi, con cái thì cho thầy lá số của bạn đi, tại vì thầy không phân biệt được cái đứa con nào của mình có vấn đề gì. Bạn ấy có vấn đề thật, tại vì bạn ấy, bác sĩ nói là tự kỷ. Bạn ấy sinh ngày 12 tháng 1 2015 ạ. Nói trợ lý là thầy lập cho thầy cái lá số của bạn đấy nhá, đưa lên cho thầy. Thầy kiểm tra xem cái tự tử của bạn đấy, cái hay chơi một mình cái bạn đấy, cái không thích giao thiệp của bạn đấy là có lý do tâm linh hay không, hay là chỉ là lý do trần gian thôi. Nếu mà có lý do tâm linh thì thầy sẽ hướng dẫn để gia đình sửa cho bạn đấy nhá. Hôm qua con coi thì nói là nhà con có gì, có cái băng màu đỏ. Hôm qua coi thì thứ nhất là cung điền trạch của mình không tốt, nghĩa là về phần âm không tốt. Ở trên cái đất phần âm không tốt nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các bạn trẻ, ảnh hưởng đến cái việc làm ăn của mình nhá. Đấy. Còn cung quan lộc của mình, cung quan lộc của mình có thiên phủ là mình làm ăn rất có lộc, có hỏa tinh và mình làm những việc liên quan đến bếp núc, nhà hàng là rất phù hợp rồi. Thế năm nay kinh doanh thì có được không ạ? Mình biết là vận đại pháp của mình là khi nào không? Bắt đầu từ 46 tuổi là vận đại pháp của mình. Nên từ 46 tuổi. Nên là từ về đến năm 46 tuổi thì chắc chở một chút. Năm nay rơi cung mệnh, năm nay làm ăn được. Năm nay là sẽ làm ăn tốt từ tháng 8 âm lịch. Đến bạn 46 cái thiên phủ chiếu mới tốt nha. Và trong tương lai á, nếu có thay đổi chuyện tình cảm nữa với chồng nữa thì sẽ là cũng là năm 46 đấy. Không có nữa rồi. Nếu có thì năm 46 tuổi nha. Biết năm đấy mà sửa. Chồng là người nước ngoài, chồng là người nước ngoài sao mà toàn đấy thấy nói tiếng Tàu. Oh. Ok, đang ở Singapore. Ok. Tóm lại là mình cung cung chồng hai đẹp rồi này, cung sức khỏe mình tốt này, tiền tài của mình sắp ổn này, mình giữ cung phúc đức xấu này, cung điền trạch xấu này nha. Cung điền trạch thì đấy là người ta sẽ sửa phong thủy, trợ lý có thể sẽ hướng dẫn cho. Cung phúc đức ấy thì người ta sửa cung phúc đức thì phải có gia phả, cung cung mệnh có sao khổ thì người ta sẽ hướng dẫn cách giải căn số, các bạn trợ lý có thể sẽ hướng dẫn cho nhé. Dạ vâng. Thế còn mình nói là thầy giơ cái vòng ở nhà con gì thì cái đấy, cái đấy thì đơn giản, trợ lý thầy hướng dẫn, thầy xử lý từ xa. Dạ vâng. Còn con gái thì con gái các con phải có lá số tử vi từng bạn một thì xem cho. Thì nhìn cung tử tức của cô thông minh sáng láng lắm. Cái bạn mà cô nghĩ là nó tự kỷ nó kia ấy, là phán đoán về mặt tâm linh của thầy ấy, là chắc chắn nó cố vướng về vấn đề tâm linh. Tại vì nhìn cung phụ nữ của cô bị xấu. Nên là bạn ấy sau này vẫn có cơ hội mà bạn ấy hòa nhập với người khác được. Nó bị ảnh hưởng đến bạn đúng thế.
một là cung Điền Trạch, hai là cung Phúc Đức sẽ tác động đến bạn đấy, nên là cái cơ hội mà bạn đấy có thể hòa nhập được với người, với cộng đồng là có thể nhỉ. Thầy xem con là sắp tới muốn mở rộng kinh doanh nữa có được không, nên làm riêng hay làm chung? Mình là lá số nên làm chung với một người khác vì mệnh vô chính hiệu, hoặc là làm chung với người chồng của mình bây giờ. Làm chung với người chồng cũng được. Đúng thế. Đấy, thế còn nếu mà muốn mở rộng thì năm nay có thể làm được. Thì mình năm nay là năm nay mình đang tốt này, sang năm mình cũng tốt này, năm tiếp theo đó là 2026 là năm xấu, năm đấy là mình nhiều cái vướng víu này, mất tiền tài này, nhiều cái chi phí yêu mang đến nhá. Chi phí lớn trong năm đó. Và bắt đầu từ năm 46 trở ra thì công việc của mình rất là thuận lợi. Lúc đấy thì kiếm tiền tài tốt hơn nhá. Vâng, cảm ơn thầy. Ok, xin chào. Các bạn muốn thầy Căng xem như thế chưa? Bạn nào muốn thầy Căng xem cho thì comment số điện thoại xuống đấy, đăng ký T1 cách số điện thoại. Còn bây giờ thầy Căng phải xem riêng cho mọi người đây, bởi vì sắp xem cho một cô giáo rồi, thầy Căng không muốn tiết lộ thông tin của họ.